Đây là một cái con TP-Link cũ anh em ạ, nhưng mà bây giờ nó không thông cái mạng LAN. Cái con này thì vẫn đang dùng ok, nhưng mà mạng LAN đang bị không thông này. Đó. Ui giời, buộc như này đi. Dây LAN này là dây LAN xịn luôn anh em ạ. Dây LAN 8 sợi. Mất sợi luôn này. Còn cái đây là cái máy đo để đo đo hạt gì này, mất sợi 3, mất sợi 3. Đo lại xem. Một hai 3, 4, 5, 6. À 3, 4, 5 là mất này. Mất 3, 4, 5. Mất 3, 4, 5 à. Hay chuột cắn nhỉ. À, số đó kiểm tra lại cái wifi cho nhá bên này. Vâng, nhá bên bật rồi. Chắc hơi cạnh như thế nào. Đang thế cạnh giấy chẳng thế nào vậy. Giấy. Ui giời, đê ngược đê xuôi này, nhớ này, é ớt đây là cái dây à. Không phải mà nó hay là đếch. Nó hay đếch, khởi hết xong rồi. Nó đang bị bật mấy khởi. Em xin ngó nó có hết cả anh không? À hết à? Có khi ăn căng riết đi mà có cái đang bị đấy mở mỉm bật mấy khởi á đợi là cái dây đè nó đè thế.
thiết bị. Điện dùng thuộc không mà để tập làm nó đáng đã bắt điện cả không còn cái nô là điện rồi. Nó còn điện đấy làm chưa tìm thấy nó bị chỗ nào. Giấy xịn nhưng mà khách hàng để lỗi dày quá. Điện như này đây này anh em, chặt phải này này. Đây, chặt phải mất mấy sợi này. Cụ thế chứ đấy. Anh em lưu ý khi dùng mạng LAN nhé, để ý mấy cái lỗi này. Đấy, chặt phải đây. Đây, dây xịn cho nên là không bóc được này. Chặt hết mất 4 giây. Đây, anh em đan dây này lại với nhau này.
anh em đan theo màu nhé, đan theo màu. Đã phát phải ông này. Chạm bây giờ ấy biển hậu. Mất sợi ba. Bấm lại. Mất sợi ba. Mất sợi ba.
bấm lại sợi ba này. Đổi lại sợi này nhá, mất sợi ba mất rồi. Mấy cái dây mạng lan thì anh em nên bảo vệ nó nhé, bởi vì cái này nếu mà hỏng là bị thay là mất tiền đấy. Thằng này đi trước này. Đây, đảo lấy sợi nên mình đảo luôn cái dây. Sợi ba cho đi cuối. Cắm vào đây mà nó sáng là được. Ok. Ăn đấy ba. Nền chốt lại cái dây. Cái
rồi đấy anh em ạ. Vừa mới xử lý xong cái đường dây. Đường dây là khách hàng bị chặt. Khách hàng chặt phải mất 4 sợi. Nhưng mà có một sợi nó bị đứt ngầm. Sợi số 3 nó bị đứt ngầm cho nên là không lên được. Xong mình phải đổi lại cái sợi 78 để chuyển cho 34. Khi mà đổi xong rồi thì tín hiệu ok rồi. Bình thường mấy cái dây mạng LAN như này thì khách hàng phải thanh toán tiền nhé. Nhưng mà ở đây mình giúp đỡ thôi, giúp đỡ họ thôi. Mất một chút thời gian. Nên anh em lưu ý khi mà anh em sử dụng mạng LAN nhé, mà anh em tự mua thì anh em lưu ý cái dây dựa mình phải quản lý. Ví dụ có dây nó có bị làm sao thì anh em phải tự xử lý. Và anh em phải bảo vệ cái dây thuê bao của mình. Với lại cái thiết bị thì mình cũng nên bảo quản cẩn thận. Tránh trường hợp mà nó bị hỏng thì mình phải tốn tiền để mua. Thôi trên đây là toàn bộ video nhé. Anh em mình xin phép dừng tại video tại đây thôi.